khi được gặp lại quý vị trong chuyên mục Chuyên gia cho mọi nhà được phát sóng lúc 20 giờ trên kênh VTC6 đài truyền hình kỹ thuật số VTC. Và thưa quý khán giả, tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường là một trong những bệnh mãn tính không lây phổ biến hiện nay. Và theo số liệu thống kê của Hiệp hội Đái tháo đường Thế giới IDF, thì năm 2019, trên thế giới có khoảng 463 triệu người mắc bệnh đái tháo đường. Còn tại Việt Nam thì hiện tại có khoảng từ 4,5 đến 5 triệu người mắc, tương ứng với 4,5%. Và đây là một con số đáng báo động. Đái tháo đường là một trong 3 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, chỉ đứng sau bệnh tim mạch và ung thư. Vậy thì nguyên nhân do đâu mà tỷ lệ mắc và tử vong do đái tháo đường lại cao đến như vậy? Và giải pháp nào hữu hiệu để hỗ trợ điều trị tiểu đường? Để cùng bàn luận về vấn đề trên thì chúng tôi đã mời đến chương trình ngày hôm nay một vị khách mời đặc biệt, đó chính là Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Toán, là nguyên viện trưởng Viện Dinh dưỡng Lâm sàng, hiện là Phó Chủ tịch Hội Người giáo dục bệnh đái tháo đường Việt Nam. Vâng, xin chào MC, xin chào các bạn. Và số phát sóng lần này của chúng tôi với sự đồng hành của viên uống hỗ trợ điều trị tiểu đường Dona Diabetes thuộc Công ty Cổ phần Thương mại và Dược phẩm Đông Nam Á. Dạ vâng, thưa chuyên gia, có thể thấy là bệnh đái tháo đường rất nguy hiểm và đang ngày càng gia tăng tại Việt Nam. Vậy thì chuyên gia có thể cho biết nguyên nhân do đâu mắc căn bệnh này và được chia ra làm mấy loại được không ạ? Nguyên nhân thì ví dụ như đái tháo đường phụ độ insulin là nó nguyên nhân rất là cụ thể, là cái người đó bị cái bệnh đó, nó có nguyên nhân rõ ràng khi người ta xác định được và điều trị nó khó hơn, hay là nó phải lệ thuộc vào cái insulin là một trong những cái nội tiết tố tiết ra từ tế bào beta của đảo lăng khanh của tuyến tụy tiết ra cái đó. Thế mà đái tháo đường thứ hai là đái tháo đường không phụ thuộc insulin ấy, thì hiện nay mà nói thì nó cũng trẻ hóa, giống như bệnh huyết áp chẳng hạn, nó cũng trẻ hóa. Đấy là nó liên quan đến lối sống, liên quan đến vấn đề xã hội, vấn đề yếu tố tâm lý rồi các cái nguy cơ khác nhau cũng như nhau. Thế nhưng mà cái đái tháo đường thì chúng ta biết rằng là điều trị nó cũng rất là phức tạp, và có thể nói rằng là người bị mắc đái tháo đường rồi mà điều trị khỏi thì rất ít, nhưng mà phải sống chung với nó, đồng hành cùng với nó. Dạ vâng, thưa quý vị, có thể thấy là độ tuổi nào cũng có thể mắc bệnh đái tháo đường, mà nếu như mà chúng ta chủ quan ăn ngủ nghỉ không đúng cách thì cũng có thể có nguy cơ mắc căn bệnh này, phải không ạ? Và trong khi trò chuyện với chuyên gia thì đã có rất nhiều khán giả đã gọi điện đến với chương trình, và xin được mời vị khán giả đầu tiên ạ. Vâng, xin chào MC ạ và chào chuyên gia. Tôi tên là Lâm, tôi ở Ninh Bình. Hiện nay thì trên thị trường thì tôi thấy có rất là nhiều các loại thuốc và thực phẩm chức năng có chứa cái thành phần là dây thiều canh và rào cổ lam. Vậy chuyên gia có thể nói thêm giúp tôi cũng như là phân tích về những cái thành phần này có những cái tác dụng như nào đối với sức khỏe không ạ? Vâng, đúng là hiện nay trên thị trường thì có rất nhiều các cái sản phẩm mà có sử dụng cái rào cổ lam hay là cái dây thiều canh để mà sản xuất ra những cái sản phẩm mà phục vụ hỗ trợ cái bệnh đái tháo đường, điều trị cái bệnh đái tháo đường. Thì do đó cho nên là để lựa chọn những cái sản phẩm mà có sử dụng dây thiều canh hoặc là cái rào cổ lam hay là các cái sản vật, các cái sản phẩm mà có tính chất sử dụng cái dược thảo nguyên liệu tự nhiên từ Việt Nam chúng ta đấy, thì chúng ta có thể xem thứ nhất là cái nguyên liệu đó, cái nguồn nguyên liệu từ đâu. Đấy. Thứ hai nữa là nhà sản xuất là những nhà sản xuất có tên tuổi, có kinh nghiệm hay là có mang cái tính chất là công khai hay không. Hay những cái sản phẩm nào mà có sử dụng cái hàm lượng dây thiều canh, cao dây thiều canh hoặc là các chế phẩm từ dây thiều canh hoặc là từ rào cổ lam mà nó có cái hàm lượng cao thì nó sẽ có tác dụng tốt hơn. Chúng tôi đã nhận được yêu cầu kết nối điện thoại từ một vị khán giả tiếp theo, và xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối tới một vị khán giả tiếp theo đến trường quay để chúng ta cùng lắng nghe những thắc mắc của khán giả tiếp theo ạ. Xin chào chuyên gia, tôi là Hào, mẹ của tôi bị tiểu đường nhiều năm nay rồi, và bà cũng đã sử dụng nhiều loại thuốc và thực phẩm chức năng khác nhau nhưng chỉ số đường huyết vẫn không ổn định. Dạo gần đây tôi đang tìm hiểu về sản phẩm viên uống hỗ trợ điều trị tiểu đường Dona Diabetes giúp cải thiện chỉ số đường huyết hơn. Vậy chuyên gia có thể nói rõ hơn về sản phẩm này được không? Trong sản phẩm Dona Diabetes thì nó có sử dụng mấy cái thành phần chính như sau. Thứ nhất là cái dây thiều canh. Nó có cái tác dụng là nó kìm hãm cái việc tái hấp thu đường ở trong cái ống tiêu hóa, hay là làm chậm cái quá trình hấp thu, thậm chí là ngăn cản quá trình hấp thu qua cái niêm mạc ruột, cái gluco hay là cái đường ở trong đường ống tiêu hóa khi mà chúng ta ăn nhiều đường hay là vân vân vào trong cơ thể, thì cái axit đó là nó ngăn cản cái việc hấp thu đường, làm chậm quá trình chuyển hóa đường và gây
hạn chế cái vấn đề tăng đường máu. Chính vì thế cho nên là nó làm giảm cái đường huyết. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái giả cổ lam. Thì trong cái giả cổ lam là một cái thành phần mà nó có tác dụng là hạ mỡ máu, nó giúp cho vấn đề tim mạch và nó ổn định đường huyết. Đấy là một cái thành phần thứ hai mà nhà sản xuất người ta đưa vào cái viên Onan Diabetes. Đấy. Thứ ba nữa là người ta sử dụng cái selenium. Selenium là một trong những cái vi chất rất là quan trọng, thậm chí là quý hiếm trong cơ thể. Đấy, nhưng mà nó cũng có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Và đây là một cái sản phẩm mà người ta bổ sung cái selenium trong đó. Và cuối cùng là một cái nữa có tên là Chrome ấy. Chrome chính nó là cái Chrome. Đấy là một, cũng là một cái sản phẩm, một cái khoáng chất mà người ta đưa vào để tăng cường cái giá trị của cái Dona Diabetes trong cái việc điều trị, hỗ trợ điều trị cái hạ đường huyết. Dạ vâng, không biết là với những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia thì khán giả của chúng ta có thắc mắc gì nữa không ạ? Vâng, nếu không còn thắc mắc gì nữa thì Hoài Linh xin được nhờ bộ phận kỹ thuật kết nối tới một vị khán giả tiếp theo đến trường quay để chúng ta cùng lắng nghe những thắc mắc của khán giả tiếp theo ạ. Xin chào chuyên gia và chương trình, tôi là Mai, năm nay 30 tuổi. Từ đầu chương trình tôi đã thấy sản phẩm viên uống hỗ trợ điều trị tiểu đường Dona Diabetes rất tốt. Vậy chuyên gia có thể hướng dẫn tôi về liều lượng sử dụng sao cho hiệu quả nhất được không ạ? Và tôi thấy bên cạnh viên uống còn có sản phẩm sữa tiểu đường Aerofit Cardibet, tôi thấy cũng rất được ưa chuộng. Vậy chuyên gia có thể nói rõ hơn về sản phẩm này được không ạ? Cái Dona Diabetes ấy, thì bạn có thể dùng là 2 viên trong một ngày. Đấy, và mỗi một viên thì là dùng sau bữa ăn khoảng 30 phút đấy, để mà hỗ trợ cái hạ đường huyết. Thế thì ở trong cái Dona Diabetes này thì có một cái ưu điểm, tức là người ta sử dụng cái cao của cái dây thiều canh với hàm lượng khá là lớn, tới 400 mg trong một viên. Đấy thì đây là một cái sản phẩm mà tôi cho rằng là rất là tốt, bởi vì cái hàm lượng dây thiều canh nó cũng cao hơn so với các cái sản phẩm sử dụng dây thiều canh khác mà có mặt trên thị trường. Thứ hai nữa là ngoài ra thì khi mà sử dụng cái sản phẩm Dona Diabetes ấy, thì các bạn có thể sử dụng kèm theo hay là thêm cái sản phẩm Aerofit Cardibet. Thì đây là một cái sữa mà cũng có cái hỗ trợ cho cái việc hạ đường huyết và hỗ trợ cho cái người đái tháo đường trong quá trình điều trị đái tháo đường. Thì cái ưu điểm của cái sản phẩm này ấy, là nó sử dụng các cái thành phần dinh dưỡng của nó là sử dụng cái hệ sản phẩm hay là các cái thành phần nguyên liệu là có cái chỉ số đường huyết thấp, low glycemic index. Thì đây là một cái sản phẩm mà chúng ta biết rằng là càng sử dụng các cái sản phẩm mà có chỉ số đường huyết cao thì cái đường huyết trong máu nó tăng lên càng nhanh. Đó cho nên là cái sản phẩm sữa Aerofit Cardibet này là nó có một cái lợi thế, tức là sử dụng các cái nguyên liệu của nó đều là những cái sản phẩm có cái hệ số đường huyết thấp, chỉ số đường huyết thấp. Đó cho nên là chúng ta dùng cái này cho những cái người, đặc biệt là những người có đái tháo đường type 2. Tôi xin nói như thế. Đái tháo đường type 2 là đái tháo đường không phụ thuộc insulin. Đó, thì là chúng ta sử dụng hai cái sản phẩm này. Dạ vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia. Và thưa quý vị, tiếp tục sẽ là một câu hỏi khác đến từ khán giả trên fanpage của chương trình. Và Linh xin phép được đọc câu hỏi này. Là thưa chuyên gia, cho tôi hỏi là mua sản phẩm này ở đâu và bên cạnh đó thì chế độ ăn uống có phải chú ý gì hay không ạ? Thứ nhất đấy là cái ăn uống có phải chú ý gì hay không ạ? Thì trên cái nguyên tắc chung là đã sử dụng cái này thì chúng ta cũng phải hiểu đây là thực phẩm hỗ trợ chứ không phải thuốc, không thể thay thế thuốc chữa bệnh. Các bạn luôn luôn nhớ cái câu đó. Trong bữa ăn thực đơn hàng ngày vẫn phải chú ý là chế độ thực đơn low carb, tức là ít tinh bột, ít đường đi, hay là nói chung là ít đường bột đi. Thứ hai nữa là ít mỡ, nhất là mỡ động vật. Còn khi sử dụng cái này rồi thì như tôi lúc nãy nói là có thể cái sữa này, Aerofit Cardibet này có thể thay thế bữa ăn phụ chứ không phải là bổ sung thêm. Dạ vâng thưa quý vị, và để mua sản phẩm viên uống Dona Diabetes thì quý vị có thể liên hệ qua website là hỗ trợ tiểu đường.vn hoặc là gọi điện đến số hotline là 0829 829 115 để được tư vấn và hỗ trợ quý vị nhé. Và đến đây thì thời lượng chương trình cũng đã khép lại. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia với những tư vấn hữu ích. Và cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình ngày hôm nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.